Dạ, em chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay tiếp tục quay trở lại huyện La Vung, đến nhà vườn em Sơn Phụng nha. Sẽ có một số bông trang tiếp tục giao lưu tới quý cô bác chị em mình trên kênh nha. Rồi anh chào Phụng. Dạ, chào Pháp Thái, chào tất cả cô chú anh chị đang xem clip ạ. Hôm nay bên nhà vườn em cũng về đa dạng một số bông trang giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Cuối clip thì em cũng có một số hoa giấy bữa nay, đặc biệt là một cốt đó cô chú anh chị. À, muốn giao lưu với cô chú anh chị mình qua số điện thoại là 0379420059, cũng là số Zalo của em luôn ạ. Em cũng chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã xem ủng hộ em cái clip vừa rồi. Vậy em lên cây số 1 là một cây tím sen bên châu hoa thơm anh chị em. Cây này là cây zin nha cô chú anh chị. Hàng thuần ha. Dạ. Cây cao cho mình là 82. Tán ngang là 77. Thoát thân cây này được 30, hoành 6 cô chú anh chị. Hoành 6 ha. Dạ rồi, mã số 1 này em cũng xin giao lưu là 350k. Hàng em bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Cây này là cây zin nha cô chú anh chị. Buổi sáng rất là thơm quý anh chị em. Dạ, bông nó thơm lắm. Mã số 2 là một cây à. Hồng phấn siêu bông. Siêu bông. Cây phơm tròn xe. Đen full bông cô chú anh chị. Cây cao cho mình 70. Tán ngang là 79. Thoát thân cây này được 25 cm ha. Hoành em đo được là hoành 9. Dạ, mã số 2 này thì em cũng xin giao luôn là 250. Hàng em bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Toàn như trái banh. Số 3 là một cây tàu hường cô chú anh chị. Tàu hai màu, vàng và hường quý anh chị. Dạ. Hai màu pha lẫn á. Cái cao cho mình là 90. Tán ngang là 53. Thoát thân cây này được 60 ạ. Hoành này cũng hoành 6 nha cô chú anh chị. Dạ, mã số 3 này thì em cũng xin giao luôn là 200k. Hàng em bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Số 4 là một cây tàu vàng cô chú anh chị. Cây cao cho mình là 67. Tán ngang là 69. Thoát thân cây này được 30 ạ. Hoành em đo được hoành 8 ạ. Dạ, mã số 4 này cũng xin giao lưu là 200k. Hẹn em bao viết ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Số 5 là một cây thái đỏ dòng uống thân ha cô chú anh chị. Cây này thì đang lên cây búp cho mình rồi ha. Kẹo búp chân bên trên. Cây cao cho mình là 63. Tán ngang cây này được 55 ạ. Cây này có củ đế nha cô chú anh chị. Hoành em đo được bình 11 ạ. Dạ, mã 25 này cũng xin giao lưu là 350. Hẹn em bao phí ship thì tặng nhà cho cô. Mã số 5. Mã số 6. Cây cao cho mình là 65. Tán ngang là 78. Hoành em đo được là hoành 10 ạ. Dạ, mã số 6 này em cũng xin giao lưu là 350 luôn nha. Hàng em bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. Số 7 là một cây thái đỏ. Một cốt thoát thân thấp quý anh chị. Cốt thoát thân thấp ạ. Cây cao cho mình là 63. Tán ngang là 72. Tổng cái hoành này em đo được 12 cô chú anh chị. Dạ. Mã số 7 này em cũng xin giao lưu là 250. Hẹn em bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Mã số 8 là một cây nha. Cam pháp lai quý anh chị. Cam pháp lai cô chú anh chị. Cây cao cho mình là 1m07. Tán ngang của cây này là 89. Kéo búp chân ha. Thoát thân cây này được 40 ạ. Cây này một cốt rất thân sạch nha. Hoành 9 của chú anh chị. Dạ, mã số 8 này cũng xin giao lưu là 250. Hàng em bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. Cứng búp chân của anh chị em. À, mã số 9 là một cây cam Đài Loan. Cam Đài Loan của chú anh chị. Nhìn giùm em. Một cốt chân dài ha. Cây cao cho mình là 1m23. Tán ngang cây này là 80. Thoát thân cây này được 63. Hoành em đo được là hoành 8 ạ. Dạ, mã số 9 em cũng xin giao lưu là 250 luôn ạ. Hẹn em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha.
mã số 10 là một cây thái đỏ cô chú anh chị, hiện một cốt nó thân thấp ha, phơm tròn, cây cao cho mình là 1m ạ. Tán ngang cây này là 80. Cây này nó khoảng tầm 5 cm ha. Quỳnh em đo được vị trí này là 16 ha. Cây có củ đế dưới ha cô chú anh chị. Dạ, mã số 10 này em cũng xin giao luôn là 300k. Hàng em bao phí ship thì tận nhà cho cô chú anh chị luôn ạ. 11 là một cây mỹ cam cô chú anh chị. Cây cao cho mình là 1m33. Tán ngang của cây này em đo được là 87 ha. Thấp hơn cây này được 43. Quỳnh em đo được vị trí này là 12. Dạ, mã 11 này em cũng xin giao luôn là 300. Mã 11 em cũng xin giao luôn là 250. Hàng em bao phí ship thì tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. Mỹ cam một cốt anh chị. Mười hai vẫn là cây này rất cam. Là lực ha, trồng chậu từ nhỏ anh chị. Cây này cây cao cho mình là 1m40. Tán ngang của cây này được 1m ha cô chú anh chị, thấp hơn cây này được 50. Quỳnh em đo được là quỳnh 14 ha. Dạ, mã 12 này em cũng xin giao luôn là 250. Hàng em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Cái form rất là đẹp nha cô chú anh chị. 13 là một cây mỹ hồng hiền thần ha. Cây cao cho mình là 87. Tán ngang là 87 luôn ạ. Thấp hơn cây này được 35. Và nên đo được vị trí này là 14 ha. Dạ. 13 này em cũng xin giao luôn là 250. Hẹn em bao phí ship thì tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. 14 cũng là mỹ hồng luôn cô chú anh chị. Hàng này em thuận á, em cuốn nó sát tay lắm nên là ra cái form nó rất là dày của chú anh chị. Cây cao cho mình là 1m13. Tán ngang là 78. Thấp hơn cây này được 69 ạ. Và em đo được vị trí này là 11,5, em tính 11 ha. Dạ, 14 này em cũng xin giao luôn là 250. Hàng em bao phí ship thì tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn. 15 là một cây mỹ hồng. Tàn rất là to anh chị em. Phơm này tàn rất là to hả cô chú anh chị. Dùng hoa gà mà chị không nói nó quặt luôn. Cây cao cho mình là 1m16 ha. Tán ngang của cây này là 1m26 cô chú anh chị. Khó khăn cây này được 23. Cây này có củ đế nha cô chú anh chị. Hoành em đo được là hoành 14. Đây, cây có nguyên cái vàng củ dưới này nè cô chú anh chị. Nguyên một vạch đấy ha. Dạ. Dạ, mã 15 này em cũng xin giao luôn là 350. Hàng em bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Mỹ Hồng. Mười sáu là một cây thái đỏ cô chú anh chị. Tàn mâm xôi nha cô chú anh chị. Còn xe. Đang full búp luôn. Cây cao cho mình là 73. Tán ngang của cây này là 892. Một cốt khó khăn thấp nha cô chú anh chị. Dạ, quanh em đo được vị trí này là 15 ha. Dạ, mã 16 này em cũng xin giao luôn là 400k. Hẹn em bao phí ship là tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. 17 là một bụi mỹ cam cô chú anh chị. Này này, hàng trồng thùng, trồng trong cái thùng bẫy cô chú anh chị. Nên là nó có nguyên một cái vàng cũ dưới này nè. Cô chú anh chị mình về lượt chi ra, lượt ra lấy lại một cốt cũng được ạ. Cây cao cho mình là 1m22. Tán ngang của cây này là 84. Tổng nguyên một hoành em đo được là 36 hả cô chú anh chị. Dạ, mã 3. Mã 17 này em cũng xin giao luôn là 150. Bao phí ship về tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. Cái này nó nguyên, nó gói nguyên một cái củ á. Trong cái thùng của anh chị em. 18
cây này dễ cô chú anh chị mình trồng công trình cũng được, hay là lượt lại mình lấy củ mình cho bonsai cũng được hả cô chú anh chị. Cây cao cho mình là 1m22, tán ngang cây này là trên 80 nha cô chú anh chị, tại vì em bó lại cho nó gọn á, chứ sổ ra nó to lắm mà. Tổng nguyên một cái hoành này em đo được là 46. Nó cũng có một cốt ở trong nè cô chú anh chị, mà tại vì để trồng hàng bụi á, lấy củ á, nên là nó ra nó nhảy con ha. Dạ mã 18 thì em cũng xin giao luôn là 150 luôn. Hàng em bao với ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. 19. Cây cao cho mình là 1m3 ha. Tổng nguyên một cái nồi, nguyên một cái bệt củ này là 44, đây nó có một cái củ đây nè cô chú anh chị. Rất là to luôn ha, liền lạc ha. Dạ 19 thì em cũng xin giao luôn là 150 luôn ạ. À. Hàng em bao phát ship thì tận nhà cho cô chú anh chị luôn ạ. À. 20. Vẫn là mỹ cam luôn ha. Cây cao cho mình là 1m07. Tán ngang cây này là 73 ha. Tổng nguyên cái nồi đế này em đo được là 45. Cái này về cô chú anh chị mình lượt lại cũng được, lấy củ chơi ha cô chú anh chị. Dạ 20 này em cũng xin giao luôn là 150k, hẹn em bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. 21 là một cây thái đỏ, cây này đang full búp luôn cô chú anh chị, cứng luôn ạ, cứng búp luôn, không sót đọt nào luôn ha cô chú anh chị. Nó có một cái cành rớt rớt xuống như nè. Cây cao cho mình là 27, tán ngang là 28. Hoành em đo được là hoành 14 ạ. À. Và mã 21 em cũng xin giao luôn là 250. Hàng em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ạ. À. 22. Cây này là cây thái vàng của chú anh chị. Cây cao cho mình là 32. Hoành em đo được vị trí này là 19 nha. Nguyên cái củ đặt này em đo được là 30. Dạ 22 này em cũng xin giao luôn là 300k. Hàng em bao với ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. 23 cũng là thái vàng luôn ha. Cây cao cho mình là 24. Nguyên cái hoành ở đây em đo được là 18 nha cô chú anh chị. Nguyên cái nồi đế này em đo được cũng 30 luôn ha. Dạ 23 này em cũng xin giao luôn là 300k. Hẹn em bao với ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. 24 vẫn là thái vàng luôn cô chú anh chị. Cây cao cho mình là 30. Hoành em đo được ngay vị trí này là 23 ha. Dạ mã 24 này em cũng xin giao luôn là 300k. Hẹn em bao với ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. 25 cũng là thái vàng luôn. Cây cao cho mình là 27. Nguyên cái hoành em bao ở đây là 23 ạ. À. Dạ, mã 25 này em cũng xin giao luôn là 300k. Hẹn em bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. À. 24. Ủa, 26. Cũng là thái vàng luôn cô chú anh chị. Cây cao cho mình là 24 ạ. À. Tổng nguyên cái hoành em đo được qua đây là 24 luôn ạ. À. Dạ mã 26 này cũng xin giao luôn là 300k. Hẹn em bao với ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. 27 là một cây phôi thái đỏ cô chú anh chị. Cây cao cho mình là 39. Hoành em đo được ngay vị trí này là 21 ạ. Dạ mã 27 này cũng xin giao luôn là 300k. Hẹn em bao với ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ạ. 28 cũng là thái đỏ luôn ạ. Cây cao cho mình là 23. Nhưng cái hoành em đo được ngay vị trí này là 19. Nguyên cái nồi đế này là 35 ha cô chú anh chị. Dạ 28 này em cũng xin giao luôn là 300k. Hẹn em bao với ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. 29 cũng là thái đỏ luôn nha. Cây cao cho mình là 24. Hoành em đo được vị trí này là 23 ạ. Dạ 29 em cũng xin giao luôn là 300k. Hẹn em bao với ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. À. 30. Cây cao cho mình là 28. Hoành em đo được là hoành 19 ạ. À. Dạ
30 này em cũng xin giao lưu là 300k. Hàng em bao viết ship về tận nhà cho cô chú anh chị luôn ạ. 31. Cây cao cho mình là 30. Quà em ra được vị trí này là 23 ha. Dạ 31 em cũng xin giao lưu là 300k. Hàng em bao viết ship về tận nhà cho cô chú anh chị luôn ạ. 32 là một cây phôi bông giấy ha. Phôi giấy Mỹ quý anh chị em. Tông một cốt đó cô chú anh chị. Em đo chiều cao từ đây tới đây là 1m05 ha. Cái, có cái cành phóng à. Cái cành này từ đây qua đây là 1m16 ha cô chú anh chị. Cái hoành em đo được vị trí này là 30 ha. Dạ lên Zalo luôn. Nguyên một cái hoành cũ này em đo được là 69 đó cô chú anh chị. Cây này rất là to ha. Hàng này khai thác quý anh chị em rất là già ha. Hàng này hàng khai thác nha cô chú anh chị. Cũ đế đặc luôn ạ. Dạ. 32 này em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.400.000. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn nha. Hàng này rất là to, rất là nặng cô chú anh chị. Nguyên một cái cũ đặc luôn. Này để một cốt về cho quý cô chú anh chị em mình gác cổng ha. Cây này cao nha quý cô chú anh chị. Đụng nóc luôn rồi. Ấy. Giót đọt luôn. Cây mã số 2. Cây này nha. Cây này chắc cao 2,5 m á cô chú anh chị. Cây này về quý cô chú anh chị mình ghép gác cổng hàng rào là cực kỳ luôn nha. Tại vì ở trên lưng nó lợp cái dạng tay cành đó. Cái hoành em đo được ngay vị trí này là 30 cô chú anh chị. Nó nguyên một cái củ đặc luôn à. Nguyên cái hoành cũ này em đo được là 71 cô chú anh chị. Từ. Ấy. Này nguyên một cái cục đế ở dưới nè quý anh chị. Nguyên một cái cục đế luôn. Hàng này là khai thác chứ không phải trồng công nghiệp nha quý cô chú anh chị. Ở trên nó cũng có cái mặt cắt do cái nhánh nó dư á. Do cái nhánh bên đây nó dư nè. Em lấy lại một cốt bên đây cho cô chú anh chị mình thôi. Dạ. Mã số 33 này em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.400.000 luôn ha. Hẹn em bao phí ship về tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Này về gác cổng là cực kỳ nha quý cô bác anh chị. Gác cổng như cô chú anh chị, rất là đẹp luôn. Ba mươi bốn cái này hình thú của chú anh chị hay em đo nguyên cái sổ đế này chú đi, nguyên cái sổ đế từ đây lên tới đây là 85 nha cô chú anh chị, nằm dài quý anh chị em, còn từ đây lên tới đây là 1m01 cô chú anh chị. Cây này thì nó nằm rất là dài ha. Hoành cổ là 31 của chú anh chị, hoành cũ là 56 nha. Sổ đế cây này là 85 đó nha cô chú anh chị. Đây. Dạ rồi. Mã 34 này em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.400.000 luôn ha. Hẹn em bao cái ship về tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Cây đó là cây này về vô hình chữ cây nhật. Cây này về hàng khai thác nha cô chú anh chị. 35. Tiếp theo một cây gác cổng đúng không anh em? Một cốt một cô chú anh chị. Cây này thì cao cũng cỡ 2,5 m nha cô chú anh chị. Một cốt giót đọt. Dạ, một cốt giót luôn. Quanh em đo được ngay vị trí này là 26 nha. Sổ đế cây này thì được 50 thôi cô chú anh chị. Dạ. Mã 35 này thì em cũng xin giao lưu là 800k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Do những cái cây cao này nó vượt khung phí ship của cô chú anh chị. Cô chú anh chị nên giá nó hơi cao một xíu ha. Mấy cây này giờ cô chú anh chị mình gác cổng rất là đẹp luôn. Hàng này là hàng khai thác nha cô chú anh chị. 36. Lấy cây 37. Cũng là một cái phôi giấy Mỹ luôn ha. Cây này cao cho mình là 1,5 m nha cô chú anh chị. Nguyên cái bành em đo được ngay vị trí này ha, tại vị trí này là 37. Sổ đế cây này được 56 nha cô chú anh chị. Cây này cũng đế đặc luôn nha. Hàng này hàng không tì vết nha cô chú anh chị, rất là đẹp luôn.
Cái này về cô chú anh chị mình gác cổng làm hàng rào ha, hoặc là ghép nhiều màu vô cũng đẹp lắm ạ. Dạ 37 này em cũng xin giao lưu là 700k, hẹn em bao phí ship về tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Cây này cao cho mình là 1m7 ha cô chú anh chị. Tổng hoành em đo được ngay vị trí này là 26 ha. Nguyên cái nồi đế này em đo được là 44. Dạ. Mã 38 thì em cũng xin giao lưu là 300k, hẹn em bao phí ship thì tận nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cây này chi cành cũng nóng đầy đủ ha cô chú anh chị. Đi ra từ 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 từ. 39. Cây này thì cao cho cô chú anh chị là 1m35 ha. Và em đo được vị trí này là 31 ha. Cây này thì thon thon gọn gọn cô chú anh chị. Hoành tổng hoành cũ cũng 37 luôn ha. Dạ rồi. Mã 39 thì em cũng xin giao lưu là 300k luôn. Hẹn em bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. 40. Cũng là một cây một cốt cái cổng nữa ha cô chú anh chị. Cây này thì cao cho cô chú anh chị mình tầm 1m9 tới 2m ha. Quỳnh em đo được ngay vị trí này là 27 nha. Nguyên cái nồi đế này em đo được là 49 cô chú anh chị. Sổ đế cây này được 50 luôn nha. Dạ rồi, mã 40 thì em cũng xin giao lưu là 800k. Hàng em bao với ship về tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Một em này giống như con rồng khá độc lạ hết cô chú anh chị, nằm dài. Cái này để em đo, em đo sổ đế trước nha. Sổ đế của nó từ đây xuống đây là 1m09 hay cô chú anh chị, chân siêu dài luôn. Còn cây này cao cho mình chắc tầm 1m7. Nhưng cái hoành cũ em đo được ngay vị trí này là 28 ha. Hoành cổ, hoành cũ em đo được ngay vị trí này là 58. Cây này khá là dài ha nó. Dạ. Mã 41 này thì em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,1 triệu ạ. Hẹn em bao phí ship về tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn nha. Cây này rất là dài đấy cô chú anh chị. Trọng nha anh ơi. Anh 42 giống kìa. Tài cảnh như cái nhà voi của anh chị em giót cong. Cây này chắc cũng 2m rưỡi ha cô chú anh chị, cây cao có 2m rưỡi nha. Cây này ghé cổng thì cực kỳ của anh chị em. Hoành này em đo được ngay vị trí này là 28 ha. Giót giống như cây cần câu á. Nguyên cái nồi đế này em đo được ngay vị trí này là 60 ha, nguyên cái củ đế. Cây này đế đặc ha cô chú anh chị. Ngày này hàng khai thác nha cô chú anh chị chứ. À dạ. Dạ rồi. Mã 42 này em cũng xin giao lưu là 1,4 triệu luôn ạ. À. Hàng em bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị luôn nha. Cái rất là nặng cô chú anh chị. Bốn mươi ba là một cây phôi. Cây này thì cũng một cốt nhưng mà nhỏ cô chú anh chị. Dạ, chiều cao em đo được là 1m19 ạ. À. Hoành em đo được là hoành 14 thôi ạ. À. Dạ, mã 43 này em cũng xin giao lưu là 150 ha. Hàng em bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. 44. Cũng là hoa giấy ha. Cái cao cho mình là 65. Hoành em đo được ngay vị trí này là 20 ha. Dạ, 44 này em cũng xin giao lưu là 200k. Hàng em bao phí ship về tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Hàng khai thác nó già, nó lên da luôn quý anh chị. Dạ, hàng này rất là già luôn. Bốn mấy rồi? 45. Cây cao cho mình là 70 ạ. Hoành em đo được là hoành 22 ha. Dạ, 45 thì em cũng xin giao lưu là 150k luôn ha. Hàng em bao phí ship về tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. 46 là một cây
Cô giấy, cây nhĩ giấy nó cũng lạ lạ của chú anh chị. Cây cao cho mình là 63. Tổng hoành rồi em đo lại ngay vị trí này là 39 nha. Lùng lực của anh chị em. Dạ. Tổng hoành cũ nó là 57 nha cô chú anh chị. Cây này nó ngộ ngộ. Dạ rồi. 46 này thì em cũng xin giao lưu là 400k. Hàng em bao ví ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Cũng là cây cuối cùng của clip em ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem và ủng hộ ạ. Rồi, hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nha, vườn em song phụng nha.